đây là hai cái tài khoản copy trade của Tim David với một cái tài khoản là ông già triệu đô và ông già đầu tư. Thì hai cái tài khoản này để dành cho các cái tài khoản nhỏ để copy theo. Nhưng mà những cái tài khoản lớn 100.000 với trên 100.000 với từ 50.000 trở lên thì sẽ đánh theo GFX, một trong những giải pháp no loss system và không thua lỗ. Thì cái video này thì nói nhiều đến hai cái tài khoản follow và copy trade, mà tập trung vào cái việc đánh tay không robot, không app trade. App trade thì sẽ nói ở video khác. Thì có hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất đó là các cái phân biệt là cách quản lý vốn. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ với mọi người là ở trong cái website quản lý vốn.net, tôi muốn tặng mọi người free về các cái cách để tặng mọi người cái mục. Thì trong cái quản lý vốn.net thì tôi tặng mọi người cái file và cái tài liệu về quản lý vốn. Và tôi cũng có nói rằng là trong 15 năm, đúng không ạ, theo dõi tài khoản thì cái điều quan trọng là quản lý vốn. Đó. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ như sau. Một tài khoản, đúng không ạ, 1.000 đô. Nếu lỗ 50% thì khó làm lại. Lên 1.000 đô để lãi tiếp. Hay là một tài khoản 1.000 U, đúng không ạ, thì lỗ 70% thì khó làm lại. 1.000 để lãi tiếp. Thế thì đây là cái công thức và cấu trúc của rất nhiều người làm về cái quản lý vốn rồi, đúng không ạ? Và chúng ta thừa biết rằng một tài khoản nếu 1.000 mà lỗ 20% thì sẽ rất lên nhanh, à, rất dễ để lên 1.000 và lãi tiếp. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý và ở cái cấu trúc đi lại. Và trong cái mục quản lý vốn này thì chúng tôi có đưa ra cái công thức. Cái điều đầu tiên là chúng ta theo dõi xem, đúng không ạ? Ví dụ như này, hai tài khoản copy, đúng không ạ? Một tài khoản có 652 và một tài khoản nhiều hơn chút để cho các tài khoản nhỏ để follow, chưa kể các cái tài khoản hàng trăm, đúng không ạ, 50k để giao dịch bằng tay thôi, đúng không ạ? Ở một cái video khác thì sẽ phối hợp cái cách đánh. Và có rất nhiều các cái phương thức mô típ mà chúng ta có cái cấu trúc để chúng ta quản lý lệnh. Và các mô hình này, đúng không ạ, tôi gói gọn công thức đúng thì ăn ít. Đây là yếu tố đầu tiên, đúng không ạ, trong cái quản lý vốn đúng thì ăn ít. Ví dụ chúng ta sell một lệnh vàng và lệnh này đúng, lập tức ta có lãi, tức là lời đấy, và chỉ được một lệnh này thôi. Nhưng mà sai thì lại ăn nhiều. À, vì cơ hội cho ta vào nhiều lần. Đó. Nhưng cái cách quan trọng đó là điểm vào và điểm kết thúc. Và nhiều người nói rằng lệnh của tôi không có SL, đúng không ạ? Lệnh của tôi không có SL. Ví dụ ở tài khoản này, khi tôi ra đòn ở sell bảng Anh, đúng không ạ, cho các tài khoản copy trade đây, đúng không ạ, và sẽ không nhìn thấy, đúng không ạ, không nhìn thấy là các cái lệnh top loss. Nhưng thực tế rằng là gì ạ, điểm kết thúc của các cái tài khoản này đó là giá trị tổng. Ví dụ tôi quan điểm là 30% tài khoản là stop on, đúng không ạ, và TP theo giá trị tài khoản. Đó. Vậy thì cái công thức của chúng ta phải hiểu để quản lý vốn đó là một cái công thức bất di bất dịch đã, đúng không ạ? Nhưng ngược lại chúng ta có một công thức thứ hai, đúng không ạ? Nếu đúng
ăn nhiều. Tức là 1.000 đô ta phải vào một lốt. Và đúng, ví dụ ta sell một lốt để đúng luôn và xuống, thị trường xuống, thì ăn 3 giá hay 10 giá để ăn nhiều. Tức là tỷ lệ chính xác 100%, đúng không ạ? Đó. Thế thì công thức này nếu mà chúng ta xử lý được, đúng không ạ? Công thức đúng ăn nhiều và sai stop loss, thì tài khoản không thể chịu được quá 3 lần. Ví dụ 1.000 mà ta làm 3 lần mà sai, đúng không ạ? Lập tức là chúng ta sẽ thấy được cái việc đi lệnh. Đó, vậy công thức nó là như vậy. Cái điều thứ hai, tôi muốn nói rằng quản lý vốn dựa trên số dư tài khoản của bạn, dòng vốn, tâm lý vốn, cách đi lệnh và tổng tiền có thể chịu đựng. Đó. Vậy thì sau 15 năm tôi nhìn thấy các tài khoản, dù tài khoản là 1 triệu đô, đúng không ạ? 3 triệu đô, đúng không ạ? Nếu trong trường hợp đi lệnh sai, đúng không ạ? Nó quay trở lại công thức này. Nếu trong trường hợp đúng, đúng không ạ? Ăn nhiều, tức là 1.000 đô hay 1 triệu đô mà ta đánh 10 lót luôn, đúng là chúng ta sẽ vào một lốt, đúng không ạ? Thế nhưng mà sai stop loss, cái tài khoản ra sẽ stop loss và chúng ta sẽ oải và tâm lý giao dịch chúng ta không thể đánh được. Thế do vậy là gì ạ? Chúng ta phải thực hiện công thức đúng thì ăn ít, ví dụ sell vàng đúng lập tức lãi lời thì lệnh đó, sai thì ăn nhiều. Do đó gì ạ? Quản lý vốn dựa trên số dư tài khoản của bạn và dòng vốn, tâm lý vốn, cách đi lệnh, đúng không ạ? Và tất cả nó có trong các cái nhóm Zalo cũng như là thông tin của David để chúng tôi có thể gửi lại cho quý vị các thông tin. Zalo 0987732228, đúng không ạ? Kênh đầu tư gì? Đúng không ạ? Facebook ông già đầu tư, các nhóm và quỹ GFX, gfx.asia, gfx.com.vn. Và đặc biệt chúng ta có các cái thông tin ở dưới website này về copy trade, robot trade, và quản lý vốn internet. Rất nhiều các thông tin thì chúng ta có thể chat cùng David và đưa ra cái quan điểm. Đặc biệt những cái bạn nào làm về quỹ và muốn kết hợp với quỹ đó, GFX, thì David hoàn toàn ủng hộ cái việc hợp tác. Tài khoản nhỏ chúng ta có thể copy trade, tài khoản lớn, đúng không ạ, chúng ta có thể hợp tác ở GFX. Thì hy vọng rằng các phương pháp quản lý vốn sẽ được gửi đến cho quý vị và mọi người sẽ có thể đưa ra các giải pháp. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.